thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Thật sự rằng phô phê rồi. Thôi là nán tử. Xa quan cảm chí Hoàng Yên. OPPO Find M3 Flip 小折叠8月29日发布，邀您收看高光时刻。Tập 17. Bộ phim này hoàn toàn hư cấu. Định kinh. Kinh Hồng. Bổn cung chưa từng tới Giang Nam. Ngươi phải nói thật kỹ với bổn cung. Để khi tới Giang Nam, bổn cung mới tiện bề dùng đúng sách. Đại điện hạ yên tâm, hạ quan sẽ nói hết những gì mình biết. Mang Nhi, bảo thị nữ theo hầu chăm sóc tốt cho chức hoa công chúa. Vương gia, sao mấy ngày gần đây không thấy mộ cô nương nhỉ? Cô ấy là mệnh quan triều đình, có việc công cần làm. Mệnh quan triều đình cũng là nữ nhi mà. Trước đó ta còn cảm thấy cô ấy có đôi chút tình với vương gia cơ. Cô ấy vất vả học hành để ra làm quan, chứ đâu phải để chạy quanh ta. Vương gia. Diễn. Ôi trời. Vương gia, xem ngài keo kiệt chưa kìa. Để lão nô nhìn chữ của mộ cô nương một cái thì thiếu mất một nét hay sao? Theo ta thấy, ắt hẳn là tiểu cô nương đang lúc cương tư trỗi dậy mới tự tay viết tên húy của ngài ra. Vương gia mà không nói gì thì ta đi tìm mộ cô nương hỏi đây. Đừng tốn công nữa. Đội xe đi tuần miền Nam xuất phát từ lâu. Giờ cô ấy đã rời khỏi Định Kinh rồi. Ôi trời ơi, sao lại vội vàng vậy chứ? Mà cũng phải, tình hình thiên tai quan trọng. Hồi lão nô còn trẻ cũng từng gặp nạn châu chấu. Bọn châu chấu bay kín trời, khủng khiếp lắm. Vương gia, lúc con người đói đến cùng cực thì chuyện gì cũng có thể làm được. Sao ngài không khuyên mộ cô nương chứ? Cô ấy có hoài bão của mình. Ta có thể ngăn cản cô ấy thế nào đây? Vậy huyện Vĩnh Định, Hoài Châu, Giang Nam. Huyện nha Vĩnh Định. Không có một hạt lương thực nào. Mà cũng gọi là kho lương à. Huyện thừa huyện Vĩnh Định, Vĩnh Định, Hoài Châu, Hoài Châu, nhưng lương thực hạ quan huyện nổi đều đã phát hết rồi. Lương thực mới được điều từ châu phủ khác tới vẫn đang trên đường. Hạ quan cũng lực bất tòng tâm. Bổn cung muốn gặp huyện lệnh. Một huyện thừa như ngươi góp vui cái gì? Hay là các ngươi coi thường bổn cung nên dám tùy tiện lừa gạt cho qua? Hả? Cho hạ quan 10 lá gan, hạ quan cũng không dám. Nhưng huyện lệnh đại nhân, ngài ấy, hắn làm sao? Ngài ấy, ngài ấy, ngài ấy vất vả quá độ. Vì chuyện cứu tế, giờ đang dưỡng bệnh ở nhà, nên hạ quan mới làm thay ạ. Huyện lệnh huyện Vĩnh Định, họ Trang phải không? Sao vậy? Mộ đại nhân biết huyện lệnh huyện Vĩnh Định à? Ta có họ hàng ở đây, lúc trước từng ở đây một thời gian, nên có nghe nói đến vài chuyện trong vùng. Nếu huyện lệnh huyện Vĩnh Định Trang huyện lệnh, thì ta chẳng tin ông ta sẽ đổ bệnh vì cứu tế đâu. Ngươi dám lừa bổn cung à?
Ông nói đã hết lương thực, vậy những người trong cửa quan các ông sống qua ngày thế nào? Ta thấy ông và mấy nha dịch bên ngoài, ai nấy đều béo tốt khỏe mạnh, đâu thấy giống phải chịu đói. Đi gọi tất cản của huyện nha vào đây. Vâng, vâng. May mà công chúa đã tới tế thiện đường động lương thực dự trữ, mới tạm thời xử lý được việc cấp bách này. May mà có hoàng tỷ. Nói là giết gà dọa khỉ, đe dọa dụ dỗ, vừa răng vừa đe. Mà không ngờ cũng chỉ gom được lương thực này. Thôi thì ít còn hơn không. Như vị huyện thừa kia nói đấy, hầu hết đều bị đám cường hào ác bác phương nắm cả rồi. Đại điện hạ, vậy ngài định xử lý lương thực này thế nào? Phân phát thẳng cho dân đói trên đường, hay là nấu cháo phân phát? Hay là đưa tới tế thiện đường gừa cà công chúa đi ạ? Công chúa phát cháo, cứu tế dân nghèo quanh năm nên chắc hẳn sẽ thành thạo trong việc xử lý số lương thực này. Cứ làm theo lời Kinh Hồng đi. Ngươi mang số gạo này tí tế thiện đường. Mộ chủ sự quen với sự vụ ở đây, thì ở lại giúp bổn cung. Hạ quan tuân lệnh. Đám tay buôn đó đều cầm tinh tỳ hưu, đã nuốt vào là không nhả ra. Muốn lấy lương thực từ tay bọn chúng, e là chẳng hề dễ dàng. Chúng ta có thể lấy danh nghĩa quan phủ để triệu tập họ tới, kêu gọi họ quyên góp lương thực. Vương gia, tiểu đội Phi Ưng đã lục soát tầng thành Định Kinh, nhưng vẫn chưa tìm thấy tích của Tiết Tiếu Đường. Thuộc hạ làm việc không hiệu quả, xin vương gia trách phạt. Đứng lên đi. Tiết Tiếu Đường quanh năm dẫn binh, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn làm gì cũng kín đáo thận trọng hơn các ngươi nhiều. Công chúa Nhu Dạ tới Giang Nam phải không? Vâng ạ. Công chúa xuất phát cùng đại hoàng tử ạ. Vậy chắc chắn hắn cũng tới Giang Nam. Mau đi sửa soạn rồi khởi hành ngay. Vâng. Chuyến đi tới Giang Nam này không phải việc dễ dàng. Cô ấy à, Thái hậu, gì cơ? Lần này Định Vương tới Giang Nam là để truy bắt Tiết Tiếu Đường ư? Vâng, người mà Châu đại nhân cử tới đã nói đúng như vậy à? Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải Tiết Tiếu Đường chết rồi ư? Đi đi, nói với họ, bảo họ phải tìm được Tiết Tiếu Đường, rồi nhổ cỏ tận gốc trước Lưu Diễn. Vâng.
Các ngươi đang đùa bổn cung đấy à? Mỗi người một hộp gạo, vậy mà cũng lấy ra được. Đại hoàng tử bất giận, sao tiểu nhân dám lừa đại hoàng tử? Đúng là tiểu nhân chút sản nghiệp nhỏ, nhưng cũng có mẹ già con nhọc phải nuôi. Bây giờ bùng nạn châu chấu cũng thâm hụt không ít, giờ còn đang nợ nần đây à? Đúng vậy, đúng vậy. Ông bảo ông nợ bên ngoài à? Phải. Các người đều nợ bên ngoài à? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Các nạn dân bên ngoài ai cũng gầy như que củi. Còn mấy vị đây thì đầu tròn, mặt phệ như cái màn thầu, rõ ràng bị phù thủng nặng. Đại điện hạ, ngài đừng làm khó họ nữa. Biến đi. Biến. Dạ, dạ. Đại điện hạ, đám thương nhân này rõ ràng đang thoái thác. Muốn họ quyên góp lương thực thì chắc chúng ta phải nghĩ một cách uyển chuyển hơn. Cô có cách gì? Hạ quan hổ thẹn, nhất thời cũng chưa nghĩ ra cách nào. Có gì mà hổ thẹn chứ? Bổn cung cũng chưa nghĩ ra mà. Không biết phía thẩm huynh và công chúa thế nào rồi? Mọi người đừng sốt ruột. Mọi người yên lặng chút. Số gạo này được chuyển đến từ tế thiện đường khác, đều sẽ nấu thành cháo, ai cũng có thể ăn được. Đa tạ đại ân đại đức của công chúa. Để ta làm. Không sao, không sao, đều có cả. Từ từ thôi, đừng chen lấn. Xin lỗi công chúa. Không sao, không sao. Xếp hàng đi làm việc hàng. Nào, bên này. Xếp hàng đi, bên này. Xếp hàng đi. Nào, bên này. Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Đừng sốt ruột, đều có phần. Đừng chen lấn, đều có cả, đều có cả. Đừng sốt ruột. Bỏ cái gì thế này? Bỏ cái gì thế? Bỏ cái đây gì chẳng thế? Phải là trấu và cám sao? Phải đang yên đang lành cho thứ này vào. Cháo này, cháo này còn ăn được nữa sao? Đúng vậy, cho mấy thứ này vào chắc ăn còn được, ăn nữa, được sao? Nữa sao? Đúng vậy, ngươi nói không gì ăn thế được hả? Nữa nói cho ngươi biết, trấu và thì cám cũng là lương thực, mọi người nói phải không? Mọi người, đúng như đại thẩm này nói, đúng là mùi vị của trấu và cám hơi kém một chút, nhưng chưa chắc không thể no bụng. Chúng ta làm vậy cũng vì bất đắc dĩ, mục đích là để đề phòng một vài kẻ tiểu nhân ăn chực. Ai thế? Người gì thế không biết? Chẳng hạn như hai vị huynh đài này, trông trắng trẻo, mập mạp. Chắc hẳn trong nhà vẫn còn nhiều gạo, nên mới có sức ở đây kén chọn phải không? Ngươi nói gì thế hả? Nói gì thế hả? Không hổ là thẩm đại tài tử, cách thế này cũng nghĩ ra được. Thực ra cũng không phải là gì mới mẻ. Ngươi không nên đến giúp ta phát cháo, mà nên thể hiện tài năng của ngươi vào những việc quan trọng hơn. Dân coi trọng miếng ăn, hạ quan thấy việc này cũng rất quan trọng. Phát cháo nào, cho ta trước. Cho ta trước. Cho ta một bát. Cho ta một bát. Cho ta một bát. Thẩm đại nhân, để ta làm cho. Tạ ơn công chúa. Công chúa. Bỗng mất rồi. Công chúa, xin lỗi. Không sao chứ. Đa tạ, đa tạ. Tạ ơn công chúa. Ta không đáng để mọi người cảm ơn, là thói đời mắc nợ mọi người. Không có ai là thấp kém hơn người khác. Để ta làm đi. Người xử lý vết thương nhỏ này không đáng ngại. Vết thương nhỏ cũng phải chờ xử lý này chứ. Xong việc bổn cung tự khắc sẽ xử lý. Ngươi cũng cẩn thận nhé. Vâng. Nào.
Vương gia đang lo lắng cho phía đại điện hạ sao? Nếu là ngài, ngài sẽ làm thế nào? Gom lương thực. Ta cũng biết phải gom lương thực, nhưng phải gom thế nào đây? Bờ đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến, lầu cao trăm thước cháy vì khe hở ống khói. Nếu muốn gom lương thực thành công thì phải dồn sức vào một chỗ, một chỗ kéo cả trăm chỗ. Nếu không khắp nơi là tường chắn, sẽ chỉ gặp trắc trở khắp nơi. Ta hiểu rồi. Bắn người trước tiên phải bắn ngựa, bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Thương nhân thường xảo quyệt. Nếu đã vậy thì sao không thể lấy gậy ông đập lưng ông? Phải, ngài nói đúng. Ngài từng nói có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi để cười nhạo ta. Không ngờ áp dụng trong tình huống này lại vô cùng thích hợp. Thương nhân kia là tiểu nhân, còn ta là nữ tử. Vì sao ta không thể xảo quyệt, vô lại hơn họ chứ? Tế Thiện Đường. Công chúa, người quên bôi thuốc rồi. Làm phiền ngươi nhớ đến. Lại là hắn. Ta nhớ người này. Hôm qua cứ lượn lờ quanh Tế Thiện Đường, thậm thà thậm thục. Tiếu Đường. Công chúa, người vừa gọi Tiết tướng quân ư? Công chúa cho rằng người vừa rồi là Tiết tướng quân. Liệu có nhìn nhầm không? Không đâu, ta không thể nhìn nhầm được. Hóa ra huynh ấy vẫn còn sống. Nhưng vì sao huynh ấy không chịu gặp ta? Được rồi, ta nói với ngươi rồi đấy. Tổ yến, môi đười ươi đều phải mang kém chất lượng ra lừa ta đấy. Trương quản gia, vừa hay hỏi ông ấy xem chấp mặt thích ăn gì. Đa tạ. Đi thông thả. Trùng hợp quá. Trương quản gia, Trương quản gia, cô chẳng phải là tiểu nha đầu của mộ cô nương sao? Sao cô mạnh tay thế hả? Bộ xương già này sắp bị cô đập gãy rồi. Xin lỗi nhé Trương quản gia, ta không kiểm soát được lực. Ta xoa bóp được cho rồi. Ông, được rồi. Phải rồi, Trương quản gia, ta có thể hỏi thăm ông một việc không? Ông biết chấp mặt thích ăn gì không? Cô hỏi việc này làm gì? Ta mời huynh ấy ăn cơm. Ăn cơm à? Nhưng hắn không có ở Định Kinh. Huynh ấy không ở Định Kinh á? Vương gia, công chúa Nhu gia đã đến huyện Vĩnh Định, Hoài Châu vùng chịu nạn nặng nề như vậy thì đến Vĩnh Định. Đều có cả. Cho muội chuyển hết mấy thứ này vào trong viện. Tạ ơn công chúa. Tạ ơn công chúa. Cầm lấy này. Tạ ơn công chúa.
Tạ ơn công chúa. Muội cũng muốn cầm lấy, đây là của muội. Tạ ơn công chúa. Đừng vội, đều có cả. Tạ ơn công chúa. Cầm cẩn thận nhé, đừng để rơi đấy. Này, Tế Thiện Đường, các vị hương thân phụ lão Hoài Châu, công bố danh sách quyên góp lương thực, bổn quan theo Đại Hoàng Tử Điện Hạ đến Hoài Châu để cứu trợ thiên tai. Thế nhưng, Đại Hoàng Tử Điện Hạ cũng không ngờ rằng, lần này Hoài Châu lại gặp nạn nghiêm trọng như vậy, chỉ dựa vào quan lương cứu tế hoàn toàn không đủ. May thay thương gia Hoài Châu chúng ta đều nhiệt tình giúp đỡ, gấp rút tiếp viện trước đại nạn, vậy mới ổn định được tình hình thiên tai lần này. Thương gia Hoài Châu chúng ta đều là người lương thiện, thế nên hôm nay ta sẽ công bố danh sách thương gia quyên góp lương thực. Lần này tại đây, ta thay mặt Đại Hoàng Tử Điện Hạ ơn mọi người. Hay, hay lắm. Nhìn này, sao quyên góp thế này? Nửa quân, một quân nhai hộc, ba hộc, một hộc. Đám thương nhân cường hào này kình biết xấu hổ không? Quyên góp lương thực cho triều đình, nhe nanh múa vuốt, không ngờ lại quá đáng thế này. Thế này đúng là miệt thị triều đình, lừa gạt bách tính. Đi, đi tìm họ tính sổ. Đi, đi, mọi người cùng đi đi, 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 đi. Cậu bé, yên tâm, triều đình sẽ không để mọi người đói bụng đâu. Nào, đưa bánh cho ta. Này, để cầm cái bánh ăn nhé. Đa tạ, về nhà trước đi. Đi đi. Đại Điện Hạ, với chiêu họa thủy đông dẫn này, để người khác gánh tội thay mình cũng muốn xem thử họ có thể chịu được bao lâu. Mộ Trạch, ai đấy? Ai không có mắt đếm thế người này? Đấy, người giàu nhất Giang Nam chỉ quyên góp một quân gạo này. Người giàu nhất cái gì? Không ăn được tận lương tâm cái gì? Chỉ ăn gạo cứu tế của dân. Đánh con hổ Hoài Châu này đi. Đánh hắn. Đánh, đánh hắn. Mau chặn lại cho ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lão gia, đại sự chẳng lành rồi. Công khai số lương thực ta khiến mọi người phẫn nộ. Đâu phải mỗi nhà ta góp ít tiền đâu, vì sao cứ phải chặn cổng nhà ta? Phẫn nộ có chỗ giải tỏa. Quả thật không chỉ chặn cổng mỗi nhà chúng ta. Không ngờ Đại Điện Hạ và Mộ Chức Hoa lại chơi chiêu rút củi đáy nồi. Nếu ngươi chỉ quyên góp một hộp gạo thì sẽ công bố xem ai sẽ sợ mất mặt hơn. Đúng là đã trưởng thành không ít. Đại Điện Hạ quả thật thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, đi thôi. Vương gia, không cần chào hỏi Đại Điện Hạ à? Không cần. Lần này chúng ta vốn bí mật đến Giang Nam, cũng không cần quấy rầy đại kéo trợ thiên tai của Đại Điện Hạ. Bây giờ Nhu gia không ở dịch quán, vậy Tiết Tiếu Đường chắc chắn ở quanh Tế Thiện Đường. Chấp kiếm, ta có một nhiệm vụ khác cho ngươi. Nhà trọ Vân Lâu, Vương gia, không thể nào. Sao vương gia có thể Giang Nam được?
nhất định là ta hoa mắt rồi. Thôi vậy, ngày mai còn việc quan trọng phải làm, đừng nghĩ lung tung nữa. Lão gia, bây giờ Đường Cẩm Dương gã đóng cửa hàng nhiều ngày, cứ thế này thì phải làm sao đây? Chỗ chúng ta cũng thế, còn có một đám trẻ con công khai hát ca dao mắng Mộ gia. Đừng nói là buôn bán, bọn ta ra cửa còn bị chỉ rõ rõ. Ngài bảo cứ thế này thì phải làm sao? Phải làm sao đây? Đám các ngươi chỉ biết than vãn với ta. Bao nhiêu người thế này, nghĩ cách gì đi chứ? Đuổi họ đi. Ông còn muốn buôn bán Hoài Châu nữa không? Vậy mặc kệ họ đi, cũng không thể cứ để thế này chứ. Sau này ở huyện Vĩnh Định, thậm chí là Hoài Châu, nhà ta sẽ mất hết danh tiếng. Lão gia, làm gì thế? Lão gia, ngoài cực một tiên sinh áo vải, bảo hắn thể giải quyết khăn trước mắt của Mộ gia. Mau mời vào đây. Mở cửa. Mời tiên sinh. Mời. Tại hạ là Mộ Chức Hoa ở Diêm Châu, cùng dòng họ với Mộ lão gia. Thời gian này theo đại điện hạ và công chúa đến đây. Mộ Chức Hoa, ngươi còn mặt mũi đến cùng dòng họ à? Nếu không phải vì có bị mắng thê thảm thế không? Mộ lão gia, các ông quyên góp lương thực, bọn ta nói với mọi người các ông biết trong quá trình này đã nhầm lẫn ở đâu. Bây giờ Mộ đại nhân quan trong triều sao? Phải. Tại hạ là chủ sự lễ bộ, lục phẩm đương triều, tham kiến Mộ đại nhân. Mộ lão gia, vì sao ta không đến thăm những nhà khác? Là vì ta biết rằng ông mới là người hiểu rõ đại nghĩa, thế nên ta mới tình nguyện thân đến nhà tặng cách hay này. Không biết Mộ đại nhân có cách gì hay? Ông có thể mở kho phát lương thực. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Mộ lão gia, trước mắt mới là thời khắc then chốt nhất. Ông lựa chọn dân chúng Giang Nam bảo vệ, tiếp tục ngồi ở vị trí người giàu nhất Giang Nam này, hay là lựa chọn đứng cùng các thương nhân kia bị mọi người chửi rủa, thanh danh bê bối, thương nhân coi trọng lợi ích? Rốt cuộc con đường nào đúng đắn hơn? Mộ lão gia, không nhìn ra sao? Thế nhưng lão gia, thế nhưng trước mắt tranh chỗ đầu tiên mới là quan trọng nhất, mới có thể có được kết quả tốt nhất. Vì sao lại thế? Nếu hôm nay ông không chịu người đầu tiên, thì tương lai sớm muộn cũng sẽ có người không chịu nổi bị mang lương thực trước. Chờ đến lúc đó, dân chúng nhất định sẽ người đầu tiễn kho phát lương thực này, còn những thương nhân tiếp tục phát lương thực theo sẽ chỉ trở thành người hùa theo. Mộ lão gia, ta đã phân tích tình hình trước mắt rõ ràng như thế rồi. Nếu ông còn không chịu mở kho, thì ta phải đến nhà tiếp theo đây. Mộ đại nhân dừng bước. Mộ đại nhân nói có lý. Hoài Châu này có cả trăm hộ kinh doanh, không thể cùng vào cùng ra, đồng dạ đồng lòng, thì nhất định phải cuộc người ra mặt đầu tiên. Phát. Đa tạ Mộ lão gia. Khách sáo. Tại hạ cáo từ.
Phu nhân, bà có cảm thấy tiểu mộ đại nhân này trông hơi quen không? Bà nói xem sao mộ gia chúng ta không sinh ra người thông minh nhanh nhẹn như vậy, tiểu thiếp không ngừng sinh con mà không bởi hỏi vì ông gì không đến có cái số đó. Kết quả cả con gái ruột cũng không nhận ra. Chúng ta đã giải quyết được một vấn đề hóc búa như vậy, nhất định công chúa sẽ rất vui mừng. Có mộ gia dẫn đầu quyên góp lương thực, vậy cũng thì chẳng còn lý do nghĩ thoái thác nữa. Đúng vậy. Tốt quá, tốt quá. Kinh Hồng, phiền ngươi mang số lương thực nàng tế thiện đường. Giao cho hoàng tỷ. Tế thiện đường. Có người đi địch sẽ có người làm theo. Lần cứu trợ này cũng xem nhửa dùng biện pháp hay. Vương gia, quan tâm cô ấy sao? Ta chỉ bàn luận công việc thôi. Được, được rồi, người tiếp theo. Vậy Tiết Tiếu Đường có ở đây không? Chỉ cần Nhu gia ở đây hắn nhất định sẽ ở đây. Tiết Tiếu Đường xuất thân từ Kinh Châu, là một đứa trẻ mồ côi. Hắn đã không còn bằng quyến thuộc ở Nam Thần. Hắn từ một dân thường trở thành đại tướng là có cách của hắn. Hắn giỏi ẩn náu, cũng rất giỏi dịch du. Muốn tìm thấy hắn trong biển người thực sự không dễ dàng. Tiết tướng quân trốn giỏi thật đấy. Hóa ra ngươi ở đây. Thương thủ, lão già, sắp gần đất xa trời rồi mà ông vẫn còn tâm trạng gật câu cá sao? Nếu ông uống nước bẩn này chắc chắn sẽ chết nhanh hơn ta. Lẽ nào ông là Thương tiên sinh dạy học trường tư thục phía Đông Thành? Xem ra lão hủ cũng có chút danh tiếng. Trước đây lúc nước chưa rút, châu chấu đã đẻ trứng ở bãi bùn này. Nếu ông cứ thế mà uống thì e là tối nay sẽ ôm một bụng trứng côn trùng thượng thổ hạ tả, bệnh nặng mà chết. Xin tiên sinh cứu ta. Được rồi, nghe cho rõ đây. Sau khi về nhà, dùng đá và cát mịn lọc qua nước một lần, lọc đi chất bẩn, sau đó đặt lên than củi, nhóm lửa đun sôi là có thể uống được rồi. Đa tạ ơn cứu mạng của Thương tiên sinh. Rượu. Tiểu thất, lão Thương lâu rồi không gặp, mau uống thử đi. Thế nào, rượu ngon? Đương nhiên là ngon rồi. Đây là rượu đào hoa, chạy khắp các quán rượu nhỏ ở thành Hoài Châu mới mua được một vò nhỏ đấy.
Một vò nhỏ này còn chẳng đủ cho ta nhét kẽ răng, cũng chỉ đủ uống cho đỡ thèm thôi. Thầy, làm gì vậy? Đệ tử bất hiếu, ra đi mấy năm liền. May mà người bình an vô sự, đừng nói mấy lời vô ích đó. Con đến để xin lỗi người mà. Dù sao thì lần này việc cứu tế bên ngoài không thể đến gặp người ngay được. Nếu con đến gặp ta ngay thì ta sẽ đánh đuổi con đi ngay. Có tin không? Tin à? Cái đó thì có gì mà xem. Ta quên vứt đi thôi. Thầy, không ngờ người vẫn giữ lại bản tập viết và bài làm văn của con hồi nhỏ. Ta đã nói là ta quên vứt đi rồi. Nào, 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 mau ngồi xuống đi. Được rồi. Vậy lát nữa con sẽ viết thêm để người tiếp tục nhìn vật nhớ người. Ngồi đi. Thời gian này con mệt lắm rồi đúng không? Con mới đi có mấy năm, sao tóc người đã bạc nhiều thế? Có gì đâu mà kinh ngạc thế. Lớn tuổi rồi, ngồi đi. Con nói người nghe, bây giờ người lớn tuổi rồi, hiện giờ bên ngoài loạn lạc, người cứ ở yên trong nhà, đừng suốt ngày ra ngoài. Nói chuyện với ai đấy hả? Không biết lớn nhỏ gì cả. Nói với con thế này nhé. Ở nhà tuy thoải mái, nhưng lòng ta lại không yên. Bên ngoài loạn lạc, nhưng ta lại có thể yên lòng. Nói cho cùng thì vẫn là ta vô dụng. Người đừng nói lung tung. Vừa nãy người còn làm việc thì ta cũng chỉ làm được có bấy nhiêu thôi. Nhưng con thì khác. Lần cứu tế này tuy đã thành công, cũng đã làm cho các cương hộ quyên góp lương thực, nhưng các con đã từng suy nghĩ số quan lương kia đi đâu mất rồi không? Có nghĩ, có từng nghĩ thật. Vậy nên học trò mới muốn thỉnh giáo người. Con cảm giác phía sau chắc chắc dính dáng đến rất nhiều người. Ta nói cho con biết một chuyện. Lúc châu chấu mới xuất hiện, vốn có thể ngăn chặn nguy cơ, nhưng Trang Văn Phong lại dẫn người dân đi tế bái thần châu chấu để mặc cho châu chấu phát triển, lan khắp cả thành. Trang Văn Phong sao ạ?